Thưa quý vị và các bạn, việc làm đẹp ngày càng trở nên quan trọng với mọi lứa tuổi của chúng ta. Tuy nhiên, giữa vô vàn các kiểu làm đẹp cho bản thân, các bạn trẻ chắc hẳn sẽ rất hoang mang với hàng ngàn sự lựa chọn. Và để gỡ rối cho các bạn ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời, biên tập viên dẫn Lê Hiếu Minh Đức. Xin chào khán giả của Let's Style, tôi là Minh Đức. Giám đốc sáng tạo Tôn Hiếu Anh. Xin chào khán giả Let's Style nào cùng phong cách, xin chào Đức, xin chào Lan Ngọc. Cái bước đầu tiên của việc làm đẹp đó là chăm sóc da. Anh Hiếu Anh thường ngày có bước chăm sóc da như thế nào ạ? Trong một tuần thì có khoảng 4 ngày, đúng không ạ? Cái bận rộn yêu đương một chút thì một tuần cố gắng duy trì một lần. Và việc chăm sóc da của tôi nó phụ thuộc cả vào thời tiết nữa. Nhất là khi mà Hà Nội đang ở trong giai đoạn trời nó hơi nồm một chút thì chúng tôi cũng sẽ hạn chế việc chăm sóc da. Chăm sóc da bao nhiêu bước thì thôi chắc là về sau chia sẻ, chứ không ngay mở đầu chương trình mà nhiều thông tin này thì khán giả sẽ nghe thấy cảm thấy bong bong mất đấy. Vậy thì Đức thì sao? Chắc là mình thì lại ngược lại với anh Tôn Anh một chút. Đó chính là đã từng không phải là một người quá quan tâm đến chăm sóc da. Thì da tôi là một làn da rất xấu, có nhiều mụn và vô cùng dầu, và thậm chí lỗ chân lông rất là to nữa. Thì lúc đấy tôi đã phải quan tâm đến vẻ ngoài của mình hơn, bởi vì rõ ràng chúng ta là những con người làm việc trước máy quay, đúng không nào? Và tôi đã có một cái liệu pháp để làm đẹp cho da của mình, mà đây là liệu pháp truyền thống mà mẹ tôi chỉ lại cho tôi, với pha loãng nước chanh trong nước ấm với cả một chút muối để sát trùng mặt, khiến cho cái mặt của mình nó không bị nhiễm khuẩn, và cho những cái mụn bọc hay là những bất kỳ một loại mụn nào nó không tiếp tục, không bị vỡ ra, không bị nhiễm trùng tiếp và không bị sưng đỏ lên. Nếu như chúng ta không có tiền thì chúng ta sẽ chăm sóc da như thế nào? Đầu tiên phải khẳng định là không có tiền thì mình vẫn có thể chăm sóc da được, đúng không ạ? Chắc chắn rồi. Bởi vì ai cũng trải qua một cái thời kỳ làm gì có tiền phải sống nhờ bố mẹ, đúng không ạ? Và nhất là ở lứa tuổi chúng tôi mà khi mà khoảng dậy thì một tí đi rồi bắt đầu quan tâm ngoại hình một tí. Bao nhiêu đang trải qua dậy thì sao? Ok, tôi trải qua dậy thì cách đây 2 năm. Ok, và rất là ngại để xin tiền bố mẹ, đúng không ạ? Và lúc đấy rất là nhiều người hoang mang, bởi vì bạn thử tưởng tượng xem một đứa 12, 13 tuổi xin bố mẹ tiền làm đẹp thì ai chấp nhận, vì thời của chúng tôi nó khác với các bạn. Tôi tin giả Lan Ngọc cũng đã từng trải qua một cái thời sinh viên mà bạn cũng đâu có tiền để làm đẹp đâu ạ. Đúng rồi, lúc đấy thì tôi đã sử dụng rất là nhiều những cái biện pháp thiên nhiên mà có sẵn để có thể chăm sóc cho làn da của mình thời lúc đấy, vì mọi người đều biết là tuổi dậy thì mà thì sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan đến da mà chúng ta cần phải chú ý. Nên là khi đối đấy thì mặc dù không có tiền nhưng chúng ta vẫn phải bằng mọi cách, ví dụ như là đắp dưa chuột này, hay là như Minh Đức vừa chia sẻ là dùng nước cốt chanh mà pha để đắp lên mặt, đúng không? Đúng rồi. Để có thể làm sạch da của mình. Thì tôi cũng giống như vậy. Tôi còn nhớ nữa là khi mà nhiều bạn bị mụn thì cũng hỏi tôi, trời ơi em không có tiền em bị mụn này em làm gì? Mình bảo ok, em không cần phải chữa nó hết, bởi vì hãy để nó tự nhiên đi. Mình còn lớn, mình còn thay đổi nữa cơ mà. Thì ví dụ, cái điều bọn tôi muốn nói với các bạn là đừng lo lắng khi bạn mọc mụn. Bạn hãy quan tâm đến làm sao đấy để cái mụn trên da của mình không bị nhiễm trùng là điều tốt nhất. Nhưng mà theo tôi được biết nhá, là một con người đã trải qua cái quá trình mụn vô cùng khủng khiếp từ trước khi đi du học và sau khi về Việt Nam vô cùng tự nhiên, đó chính là sử dụng nước detox. Đúng không? Thế thì chúng ta đã sang tiếp theo một cái vấn đề khác. Đúng. Đó chính là việc làm đẹp và chăm sóc da bây giờ chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở bên ngoài nữa. Đúng. Mà chúng ta cần phải chăm sóc da ngay từ bên trong, đúng không ạ? Một lời khuyên với tất cả các bạn mà đang ở độ tuổi đi học thì ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc sẽ giúp cho bạn có một cơ thể khỏe mạnh. Ngoài ra tôi còn nghĩ rằng phải uống thật là nhiều nước nữa. Tập thể dục cũng khiến cho các bạn có cơ thể khỏe mạnh, và cái đẹp của mình nó sẽ khỏe từ trong cơ thể mình. Rõ ràng là khi các bạn còn trẻ bạn làm rất là dễ, đúng không ạ? Và chỉ khi bạn bận rộn, bạn đi làm, bạn không giữ được cái thói quen đó. Là một người trẻ như biên tập viên Minh Đức ở đây thì bạn có làm theo một số những cái điều mà anh Hiếu Anh vừa chia sẻ không ạ? Cũng xin bật mí với khán giả Let's Style luôn là năm nay mình 24 tuổi. Với tư cách là một người trẻ, rất trẻ. Thực ra thì những cái phương pháp vừa rồi anh Hiếu Anh nêu ra cũng rất là hữu dụng. Thế nhưng mà đứng ở một vị trí người biên tập viên dẫn, và chắc là chị Lan Ngọc cũng hiểu được cho tất cả mọi người, đó là cái khung thời gian của mình vô cùng biến động. Có hôm mình sẽ ngủ 3 giờ sáng, có hôm mình ngủ 9 giờ sáng, có hôm mình sẽ ngủ lúc 12 giờ đêm. Và thậm chí mình còn không có thời gian dành cho bản thân mình để chăm sóc da và để đi tập gym, đi tập thể thao để cho cái cơ thể nó được khỏe mạnh hơn. Thì có một cách, tôi nghĩ là những cái combo nước kết hợp rau củ quả với nhau hoàn toàn có thể giúp hỗ trợ cho cơ thể của mình có thể điều tiết hormone một cách phù hợp hơn, hợp lý hơn, để da không nổi mụn không bị quá nhiều, và để cho cơ thể vẫn giữ được một cái ở một cái mức độ
khỏe vừa phải để chúng ta vừa có thể làm việc và cũng vừa có thể chăm sóc bản thân mình nữa. Và chúng ta đều đồng ý với nhau là nếu như chúng ta có một làn da khỏe và một là gương mặt bừng sáng bởi làn da khỏe đấy thì đương nhiên là mọi việc sẽ thuận lợi hơn và suôn sẻ hơn. Làm việc gì cũng vô cùng dễ dàng đúng không ạ? Tự tin hơn. Chúng ta đều biết điều đấy. Và chính vì vậy mình đang dừng ở cái ngưỡng cửa này, mình hãy sang bước ngay sau đi. Đấy là chúng ta đã có một cái làn da khỏe rồi thì muốn làm đẹp hơn nữa thì tại sao không dùng đến mỹ phẩm? Đúng rồi. Vậy thì thêm một câu hỏi nữa dành cho hai vị khách mời. Nếu như chúng ta có một ít tiền, vậy thì chúng ta sẽ dùng lại mỹ phẩm như thế nào? Ở quan điểm của tôi thì đứng ở một vị trí là một biên tập viên dẫn thì cái gương mặt trước khi lên hình đó là một việc vô cùng quan trọng. Và cái make up là trang điểm, nó sẽ giúp mình nâng cao được cái vẻ đẹp đấy, để che khuyết điểm và tôn vinh những nét mà mình muốn khoe, đúng không ạ? Tôi chỉ dùng mỹ phẩm khoảng 6 đến 8 tiếng một ngày thôi. Thì như vậy thì sau khi về mình có thể rửa mặt đi được, nó không ở trên mặt mình quá lâu. Thế nên là tôi nghĩ dùng mỹ phẩm rẻ tiền đó là cái phương pháp mà tôi lựa chọn. Nhưng mà tôi muốn trích đoạn một tí ở trong này là dùng mỹ phẩm rẻ tiền các bạn phải đầu tư vào công sức trong việc đọc và nghiên cứu nó. Chính xác. Các cái thành phần nó ra sao, đọc đi. Ví dụ không hiểu gì, shop bạn thật rạch, bạn biết ngay là trong cái cây mỹ phẩm của bạn sử dụng đấy nó có thành phần gì, mình dùng liệu có an toàn không. Và thường mọi người hay sợ rằng là rẻ là ôi, nhưng mà tôi nghĩ bây giờ cái cuộc cạnh tranh những sản phẩm giá rẻ là một cuộc cạnh tranh để cho nhiều người có thể sử dụng được hơn. Tôi sẽ ngược lại với Đức là tôi sẽ để dành tiền để mua một thứ thật đắt. Chúng ta đã biết là trên thị trường bây giờ các hãng mỹ phẩm từ tầm trung đến cao cấp rất là nhiều hãng mỹ phẩm khác nhau. Và điển hình là xứ sở kim chi của chúng ta là Hàn Quốc. Tôi đã từng đi sang bên đó và tôi thấy là nguyên một con phố toàn bán các mỹ phẩm từ trung cấp đến cao cấp và cả là những cái hàng thật sự là high end, là cao cấp hơn rất là nhiều nữa. Các bạn sinh viên đến đấy xem là cái thu nhập của mình như thế nào và có thể mua cho mình những cái sản phẩm mà phù hợp với làn da, phù hợp với túi tiền của họ. Tôi cũng nghĩ tiếp nữa là ở giả sử ví dụ bạn ở độ tuổi 12-13, bạn là con gái, bạn thích trang điểm thì ngoài việc dùng của mẹ thì bạn có thể để dành rất là nhiều khoản để bạn mua một thứ thật đắt. Nhưng mà thứ thật đắt đây là gì? Tuổi các bạn chỉ cần một cây son là đủ đẹp rồi. Đúng không ạ? Bởi vì nét của các bạn, tôi còn hay nói đùa nhau là chưa phá nét, thì chỉ cần một gương mặt tươi tắn hồng hào. Theo hai vị khách mời thì độ tuổi nào chúng ta sẽ là hợp lý nhất để chúng ta bắt đầu việc chăm sóc da và làm đẹp? Tôi cho rằng là chăm sóc da thì mình bắt đầu quan tâm vào lúc tuổi dậy thì, từ khi mà bạn cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi. Còn trang điểm thì đứng ở trong góc độ của một người Việt Nam thì tôi mong muốn là ở cấp 3, khi mà bạn đi chơi tối thì hãy nên dùng đến trang điểm, hoặc là ban ngày thì chấm chấm một chút, gọi là son dưỡng môi thôi thì cũng gọi là trang điểm rồi mà. Tôi thì lại ngược lại anh Hiếu Anh một chút. Tôi nghĩ là có những cái sản phẩm kem chống nắng như các bạn biết rồi đấy, nó cũng là một loại trang điểm, thế nhưng mà nó thuộc dạng là cái lớp trang điểm nền và nó cũng bảo vệ da mình không bị nám. Vậy thì hãy cùng theo chân tôi để xem là hiện tại trên thị trường chúng ta có những loại mỹ phẩm như thế nào để có thể phù hợp với rất nhiều người nhé. Hôm nay thì đồng hành với mình sẽ là Duy Khánh. Xin chào Lan Ngọc và các bạn đang theo dõi chương trình Let's Style. Khánh này, rất là nhiều bạn thắc mắc với mình, đó là làm sao mà các bạn ý có thể lựa chọn những sản phẩm mỹ phẩm vừa tốt nhưng mà lại phải phù hợp với cả túi tiền. Mọi người vẫn có cái quan điểm rằng là chăm sóc da thì phải cần những đồ thật là đắt tiền, thật là xịn sò, rồi cần phải là cả là hàng nhập ngoại nữa. Nhưng mà đối với mình có một cái quan điểm rằng là mỹ phẩm đắt nhất chưa chắc đã bằng mỹ phẩm phù hợp nhất. Thì trước khi mà bạn làm gì bôi lên mặt thì bạn phải đảm bảo rằng nền da thật là sạch. Một sản phẩm sữa mặt dù là như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng nên massage trên mặt khoảng tầm 1 phút. Và cái sản phẩm này đặc biệt ở một chỗ rằng là phần nền của nó được nấu từ rất nhiều những loại hoa phương đông. Wow! Nên là cái mùi của nó sẽ rất là tự nhiên, nhẹ nhàng. Và tiếp theo đó chính là một sản phẩm tẩy tế bào chết. Thì bôi nó lên da trong vòng 5 phút thôi. Sau đó bạn rửa đi, bạn sẽ không cần phải kỳ cọ trên làn da. Có một cái phong cách rất là mới, đó là dưỡng da bằng dầu. Dầu dưỡng này, nó đã được tách lọc các chất béo. Cái kết cấu của nó giống như là dầu trên làn da của mình. Nó vừa giữ độ ẩm tốt, không làm cho cái nước bị bay hơi mất. Đó, và nó cũng làm cho da căng bóng mềm nữa. Đây là mùi tự nhiên của sản phẩm và nó không có một chút mùi hóa học nào cả.
Ban ngày thì chúng ta còn một cái rất là quan trọng nữa, đó là chúng ta phải bảo vệ làn da của chúng ta dưới ánh nắng mặt trời. Mình tin rằng là 50% cái hiệu quả dưỡng da nó đến từ việc chúng ta còn phải bảo vệ, chứ không chỉ là nuôi dưỡng. Khánh có thể gợi ý cho các bạn khán giả được biết một số những sản phẩm mà chúng ta có thể trang điểm một cách nhẹ nhàng, nhưng nhớ là vẫn phải phù hợp với túi tiền đấy nhá. Mình không chỉ có một gợi ý đâu, mình có rất nhiều gợi ý và mời Lan Ngọc đi theo hướng này. Thì mình nghĩ rằng là hai sản phẩm, một sản phẩm là Cushion và một sản phẩm son dưỡng có thể dùng để đánh má hồng. Đây không chỉ là sản phẩm make up mà nó còn là dưỡng da trong ngày nữa. Và phần nền của nó còn bao gồm cả dầu argan, cũng là một loại dầu rất tốt trong việc chống lão hóa và làm mềm mại làn da. Và tiếp theo, chúng ta hãy nói đến một sản phẩm son. Cái xu hướng sử dụng mỹ phẩm thiên nhiên thì nó vốn đã trở thành trào lưu trong một vài năm nay. Hai món mà cộng vào thì nó chỉ rơi vào khoảng dưới 1 triệu đồng. Cái tiết kiệm ở đây chính là việc sử dụng tiền một cách hiệu quả, chứ không phải là số tiền của mình bỏ ra. Rất là cảm ơn những chia sẻ của Duy Khánh ngày hôm nay. Và hy vọng rằng các bạn sẽ lựa chọn được cho mình, cho làn da của mình những sản phẩm vừa tốt nhưng lại phù hợp với túi tiền. Tôi không ngờ là ở Việt Nam có rất là nhiều các cái con phố và có những cái hẻm mà mình chưa được đặt chân tới và không thể tin tưởng được là nó nằm ngay ở chỗ đó mà mình không biết. Tôi sẽ có vài sản phẩm mà tôi sẽ phải lập tức thó ngay về nhà. Chúng ta hãy cùng đến với vấn đề tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Đó chính là hai vị khách mời nghĩ thế nào về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ cho giới trẻ hiện nay? Nó có thể là một cái niềm ao ước của rất nhiều bạn trẻ ở Hà Nội, ở Việt Nam. Có thể là mọi người xem phim thấy hoặc là đọc mạng xã hội thấy người ta đẹp lên cách đột ngột bởi vì chỉ có thể thay đổi chiếc mũi thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là phẫu thuật thẩm mỹ cũng chưa làm nhiều thứ ở trong đó, đúng không ạ? Ví dụ việc niềng răng đi, mình cũng gọi là làm thẩm mỹ đi, thì các bạn có thể theo tới lúc bé xíu lên này. Và còn những cái thứ can thiệp về gương mặt thì tốt nhất là hãy để cho các nét của mình hoàn chỉnh đã, trừ khi bạn có nhiều khiếm khuyết nặng mà bắt buộc có chỉ định của bác sĩ thì bạn hãy làm thôi. Tôi nghĩ là có một cái điều mà mọi người thường hay hiểu nhầm về phẫu thuật thẩm mỹ hay là chỉnh hình, đó chính là các bạn trẻ thì không nên làm phẫu thuật thẩm mỹ hay chỉnh hình. Thế nhưng mà nhiều người quên mất rằng những cái quy trình làm đẹp này đôi lúc nó chỉ đơn giản như là niềng răng thôi. Tôi đã tìm thấy một cái số liệu rất là thú vị. Tại Hàn Quốc thì cái nhóm tuổi từ 19 đến 29 tuổi là cái nhóm độ tuổi lớn thứ hai khi mà nói về những người đã phẫu thuật thẩm mỹ. Và tôi cũng nhớ tiếp là lứa tuổi phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhất là độ tuổi từ 30 đổ lên cơ, đúng không ạ? Chính xác đấy. Chúng ta nói rất là nhiều về làm đẹp, từ chăm sóc da, rồi trang điểm, và bây giờ chúng ta nói đến phẫu thuật thẩm mỹ công nghệ cao. Nhưng nói chung lại thì vẫn là chăm sóc bản thân. Vậy thì hai vị khách mời nghĩ thế nào về vấn đề chăm sóc bản thân của giới trẻ hiện nay? Xã hội chúng mình càng ngày càng phát triển. Điều tự hào nhất là giới trẻ rất giỏi trong việc chăm sóc bản thân mình. Từ nhỏ xíu thì là đánh răng rửa mặt, đến giờ được trang bị các kiến thức để giữ hàm răng mình tốt hơn. Lớn lên một chút là các bạn bắt đầu tìm hiểu được các cái phương pháp để làm sao mặt không bị mụn nữa. Nhất là các bạn ở thành phố lớn thì chắc là tiếp cận được với nhiều luồng thông tin tốt hơn nên các bạn ấy đã ý thức được việc chăm sóc da cho mình tốt hơn. Với quan điểm của tôi thì bên cạnh cái lợi ích rất là rõ ràng của cái việc chăm sóc bản thân, đó chính là cái cơ hội nó đến với mình dễ dàng hơn, rồi mình có thể gọi là đi ra ngoài với một phong thái tự tin hơn. Tự dưng nảy ra một cái suy nghĩ nữa là nếu mà bạn biết chăm sóc bản thân mình tốt, bạn rất dễ dàng ra một cuộc sống độc lập. Chính xác. 18 tuổi là ai cũng mong muốn mình có một cuộc sống độc lập. Nếu mà bạn không biết chăm sóc bản thân mình thì làm sao mà bạn sẵn sàng bước ra một cái thế giới mà chỉ có một mình mình với thế giới đấy thôi. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Có một điều mà tôi luôn luôn tâm đắc, đó chính là mục đích chúng ta làm đẹp để làm gì. Đôi lúc chúng ta làm đẹp không phải là vì xã hội thúc ép chúng ta phải đẹp lên, không phải là vì ai đó nói ta xấu mà ta cần phải đẹp lên, mà chúng ta chỉ muốn thể hiện được cái tâm hồn đẹp đẽ, một con người thật của chúng ta ra bên ngoài để cho mọi người cùng có thể nhìn thấy thôi. Thì tôi nghĩ tất cả những người nào muốn chăm sóc bản thân, muốn làm đẹp cho bản thân, cũng muốn tìm hạnh phúc cho chính mình bằng cách là thể hiện đúng bản chất của con người mình. Vâng, rất là cảm ơn hai vị khách mời đã đến chương trình ngày hôm nay và chúng ta đã có một buổi trò chuyện rất là thú vị. Tôi tin chắc rằng nếu các bạn hình thành thói quen tự chăm sóc bản thân ngay từ khi còn nhỏ, thì khi trưởng thành chúng ta sẽ có những kỹ năng để chăm sóc bản thân một cách hoàn hảo nhất. Và câu cuối cùng tôi muốn nói với các bạn đó là hãy bắt đầu chăm sóc bản thân mình ngay từ đây, bất cứ lúc nào. Và đừng rời mắt khỏi màn hình, ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những địa điểm vui chơi, mua sắm thú vị và hợp lý trong phần Let's Go. Nào cùng dịch chuyển.